dậy, thức dậy. Đó là ngày đầu tay anh sẽ tập bay. Anh nói nếu không được đứng, không được dừng, mình phải chạy, chạy. Một ngày nào đó, ngày đẹp trời, mình cùng bay, bay, bay. Cao, 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 cao. Dưới là mặt đất, trên bầu trời muôn ngàn vì sao. Giơ tay trông thấy anh sẽ đầy hy vọng một điều khát khao. Có phải là vì anh sẽ đã chứa đựng quá nhiều nỗi đau. Nhưng anh sẽ hãy cứ yên tâm là giấu tay hiểu, giấu tay thấu. Vết thương cũng đã lành, giờ là lúc đốt chỉ vết khâu. Giơ tay mong thấy nhiều màu cho những gì anh đã chiến đấu. Giơ biết đây là định mệnh, nhưng vẫn ghé ta lại với nhau. Giơ tay muốn một lần bay lên trời theo anh sẽ. Nơi đó có gì thú vị, anh sẽ hãy kể nhau nghe. Anh sẽ nhẹ nhàng đập cánh phóng lên thật là mạnh mẽ. Giơ thì thầm có thể khúc hát này gửi anh nghe. Giơ yêu anh. Có âm thầm nhìn sâu vào tiếng bàn chân. Sẽ bật nhau đây. Sẽ thấy